Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương. Và hôm nay Hương có một ngôi nhà để gửi đến cho quý anh chị, được tọa lạc là gần đối diện của khu đô thị 561. Từ ngoài khu đô thị 561 mà quý anh chị mình di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà của mình thì đâu đó tầm khoảng một cây số thôi anh chị ha. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, nhà mình thì khách cái đường đá xanh, đường nhựa phía trên thì tầm khoảng là 100m anh chị, và các con đường vào bên trong ngôi nhà mình là một cái con đường đan anh chị ha. Ở đây thì mình di chuyển được chiếc xe ba gác là thuận tiện nhất, còn cách cái đường xe hơi của mình ra đó thì tầm khoảng 100m thôi anh chị. Thì trên chiếc ống kính màn hình quý anh chị cũng có thể là quan sát mật độ dân cư thì ở cũng rất là đông và vui vẻ rồi anh chị ha. Và đây sinh sống quý anh chị mình không có sợ bị buồn đâu ạ. Và từ cái vị trí địa thế này quý anh chị mình về chợ Bình Chánh rất là gần, tầm khoảng là 4 cây thôi anh chị, nó quá tuyệt vời cho gia đình mình luôn. Và giá tổng của nó chỉ có là 2 tỷ 350 triệu, cần thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Và đây là một cái mẫu nhà máy hợp nhìn rất là xa anh chị ha, mẫu nhà mới hoàn toàn 100%, bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong là Hương đã đến cập nhật thông tin để phục vụ và gửi đến gia đình mình ạ. Và bước vào trong thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái lớp cửa bảo vệ, đầu tiên là lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Khu vực không gian sân đây thì cũng rộng lắm anh chị, tầm khoảng là 3,5m cho quý anh chị mình đậu xe được thoải mái hơn anh chị ha. Về thì anh chị cứ việc làm máy tôn, máy hiên mình che ra, che nắng, che mưa cho khu vực không gian sân của mình nó được mát mẻ hơn. Và bên Hương cũng đã lót gạch 3D chống trơn trượt sẵn hết cho đình mình rồi. Và vào trong nữa thì sẽ cho quý anh chị mình là cái lớp cửa thứ hai sẽ là bằng sắt sơn tĩnh điện và kính cường lực dày dặn chắc chắn vô cùng. Nhà mình là nhà hướng đông bắc anh chị ha. Và quý anh chị mình đang tìm một ngôi nhà về chợ Bình Chánh gần nè, về các trung tâm quận huyện gần thì đừng có bỏ qua cái mẫu nhà này ha. Em Hương cam kết với quý anh chị mình là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau. Quý anh chị mình có muốn đi xem mẫu nhà này, cần thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình, hoặc là mình có thể kết bạn Zalo, Hương sẽ trao đổi cụ thể hơn cho quý anh chị và gửi thông tin sổ sách cho mình tham khảo trước khi mình dự định về đây. Và khu vực này sẽ cho quý anh chị mình là cái không gian phòng khách đây ạ. Tường thì bên Hương cũng đã up PVC cho mình, nhìn rất là đẹp và sang anh chị ha. Ở đây thì mình làm cái gương may nè, mình đi chỉ viền. Và khu vực này á thì mình cũng up PVC mà mình làm cái dạng mà lướt sóng, giả gỗ, nhìn rất là đẹp anh chị ha, cho khu vực không gian nhà mình. Và trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khói, hệ thống đèn đã full và đầy đủ hết. Khu vực này thì bên Hương sẽ làm không gian cho quý anh chị mình để tivi ở đây, làm cái kho tủ sẵn cho gia đình mình hết luôn. Cầu thang á thì bên em sẽ làm áp sát vào tường, làm để này khỏi không chiếm cái không gian của ngôi nhà mình anh chị ha. Nhà mình thì với một cái diện tích là ngang 5 và dày vào thì tới tận là 20m lận, một không gian rộng thoáng vô cùng. Ở đây thì mình sẽ làm cho mình một cái quầy bar nhỏ ở đây nè, để mình ngăn lại cái khu vực không gian phòng khách và khu vực không gian phòng bếp anh chị. Ở đây sẽ là khu vực không gian phòng bếp cho quý anh chị, rất là rộng rãi và thoáng vô cùng, mình làm một cái không gian mở xuyên suốt anh chị ha. Khu vực không gian bếp thì bên Hương sẽ lắp đặt cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bồn inox 304, chống rỉ sét, đầy đủ hết công năng cho quý anh chị. Và đặc biệt có một cái phòng ngủ ở phía bên dưới nữa, gia đình mình đang tìm để cho ông bà lớn tuổi, con em nhỏ mình tận dụng, hoặc là chị em phụ nữ mình có con nhỏ, mình muốn có một cái phòng nhỏ ở dưới để mình sinh hoạt nó tiện hơn. Thì cái phòng này rộng lắm anh chị, rộng vô cùng luôn á. Quý anh chị quan sát nè, ngang vô đây á thì nhắc nó tầm khoảng là 4m á, còn ra đây á là nó tầm khoảng 4,5m á, ngang đây là tầm khoảng 4m anh chị, rộng rãi vô cùng luôn anh chị. Và tiến ở đây thì sẽ cho quý anh chị mình một cái sân sau nữa ha. Wow, mát mẻ vô cùng. Sân sau này thì bên Hương cũng đã làm cái khung hàng rào bao bọc lại rồi. Về thì quý anh chị mình mua ngôi này mình cũng đỡ tốn một cái chi phí anh chị ha. Khu vực không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương cũng để ở phía ngoài sân sau luôn, đầy đủ công năng tiện nghi cho quý anh chị mình. Giá tổng của nó thì Hương xin một lần báo lại là 2 tỷ 350 triệu, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Nhà mình thì sổ hồng riêng, có sổ thì đã có sẵn, quý anh chị đi công chứng lúc nào cũng được cả anh chị ha. Cứ xuống đây xem nhà thực tế, ok đường xá, ok vị trí, thích mẫu nhà này thì em Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp
ngay chính chủ nhà để mình trao đổi thương lượng một cái mức giá tốt nhất để mình có thể về mua ở và đầu tư. Và cái hướng này sẽ cho quý anh chị mình là bước lên khu vực không gian tầng 1. Trên đó thì có những đặc điểm và có bao nhiêu phòng thì quý anh chị ơi hãy đồng hành cùng Hương tiến lên tầng 1 để mình khám phá thêm nha. Quý anh chị thân mến, em Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 cho mình. Trên đây sẽ cho quý anh chị mình là hai phòng ngủ ha và một cái sảnh chờ. Đây là một cái sảnh chờ to đùng. Quý anh chị mình cũng có thể ngăn lại mình làm không gian phòng ngủ hoặc là mình làm phòng thờ hoặc là phòng sách tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị mình sắp xếp. Trần trên của mình sẽ là trần đóng la phong, trần thạch cao ha, nguyên khói luôn. Nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ để ở phía ngoài cho các phòng mình dễ tiện và sinh hoạt hơn luôn ạ. Một cái vị trí vô cùng là tuyệt vời và đẹp anh chị ha. Một cái ngôi nhà này bước vào bên trong rất là thích luôn, nó rất là thoáng và mát mẻ nữa. Đây là cái phòng từ giải mình bước lên sẽ đụng cái đầu tiên đây ạ. Phòng thì cũng rộng nè, trần cao ráo. Thì hôm nay Hương quay hơi bị thiếu ánh sáng một tí thì mong là quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương ha. Hôm nay Hương quay ngày cúp điện luôn á, chứ nhà mình thì điện nước cũng đào vào chính thức đầy đủ hết rồi. Qua đây thì sẽ là một cái phòng cuối cùng, cũng là cái phòng rộng rãi nhất. Một cái view cực kỳ là đẹp cho quý anh chị mình đây. Trước mặt nhà mình thì chưa có nhà anh chị ha, thì người ta cũng đang san lấp phân nền, phân lô sẵn nè. Thì người ta cũng đang tách thửa ra đó anh chị. Chắc vài tháng nữa thôi thì khu vực này cũng vui. Trước mặt mình thì chưa có nhà đâu, còn hai bên hông thì cũng có nhà rồi. Đường trong đó thì cũng đang phát triển, người ta phân lô phân nệt, người ta cũng làm cái đường đi vào trong cho quý anh chị mình luôn. Nhà mình thì cách cái đường đá xanh, chuẩn bị cũng đang lên nhựa nữa, thì từ đây ra đó tầm khoảng 100m thôi anh chị. Ở đây thì quý anh chị mình về trung tâm quận huyện gần lắm luôn á. Giờ thì mình di chuyển cùng em ha, mình tiến về khu vực không gian nhà dưới để Hương có thể trao đổi lại một lần nữa thông tin ngôi nhà gia đình mình nè. Và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại nhà mình là hướng nhà của mình á, là hướng Đông Bắc. Giá tổng của nó là 2.350 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ, sổ hồng riêng 100%, quý anh chị đi công chứng lúc nào cũng được cả. Và cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay. Ngôi nhà này thì cũng đã có ngân hàng thẩm định cho mình vay là được 1 tỷ. Quý anh chị cần thanh toán trước tầm khoảng là 1 tỷ 350 thôi. Thì mình có thể dọn đồ vào ở rồi. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn ngân hàng. Diện tích ngôi nhà mình á, là ngang 5m. Và dày vào á, thì tận là 20m. Có một cái phòng ngủ ở phía bên dưới nữa. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn. Được tọa lạc á, là ở Cần Ruột, Long An. Đối diện của khu đô thị 561. Có đường Bờ Đế, quý anh chị mình chạy thẳng vào từ khu đô thị 561 mà quý anh chị mình chạy vào bên trong ngôi nhà mình thì tầm khoảng 1 cây số. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, cách cái đường xe hơi của mình á thì tầm khoảng là 100m thôi anh chị ha. Nhà trường đường trong đây thì mình di chuyển chiếc xe máy và xe ba gác là thuận tiện nhất, mình có đồ đạc thì mình di chuyển Hương thấy cũng rất là dễ dàng cho gia đình mình nha. Một trệt một lầu, trong mình tận 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Có một cái sân trước vô cùng là mát mẻ, có sân sau hướng gió trời tuyệt vời. Giờ thì em xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị ơi mau tìm được căn nhà ưng ý ạ.